Nguyễn Hồng Sơn hiện là TikToker và Ngô Quyền đang kinh doanh tự do. Cả hai đã kết hôn và có với nhau một bé trai kháu khỉnh tên là Nguyễn Ngô Tuấn Tú. Câu chuyện tình yêu lạ kỳ của chàng gay và chàng trans guy đã đến với nhau ra sao? Hãy cùng lắng nghe câu chuyện của họ trong chương trình Cuộc Hôn Nhân Tuyệt Vời nhé. Về cơ duyên nào mà tụi em biết nhau được không? Dạ, hai tụi em biết nhau một cái app hẹn hò. App hẹn hò? Một cái app, dạ, một cái ứng dụng tình cờ hẹn hò và em quẹt trúng ổng. Quẹt trúng ổng? Em quẹt trúng ổng là sao? Dạ, ta? Ngày hôm đó em bị thất tình 2 tháng rồi, em chịu hết nổi, em mới quyết định em đi tìm cuộc tình mới. Tại vì em quyết định em chấm dứt cuộc tình cũ, tại vì em đầu tư vào 5 năm 6 tháng mà giờ người ta quyết định vậy rồi thì em đi kiếm cuộc tình mới, tự em là người đi tìm hạnh phúc cho em. Thì quá đau khổ 2 tháng trời rồi. Bắt đầu em tải cái ứng dụng đó về. Em lên em quét, anh chị có tin không? Biết bao nhiêu giữa hàng ngàn trên đó rất nhiều trai, nhưng em không biết sao lướt tới hình của chồng em. Để ở cái phần giới thiệu là để chữ trans guy á, là phần em nhìn vô, em mặc dù em không biết tiếng Anh, em nhìn vào trong đó em cũng biết đó là người chuyển giới rồi. Tại vì đó là trong giới của mình. Thì khi mà em nhìn vậy, nhưng mà em nhìn vào trong hình thì nó có một cái cảm giác nó kỳ lắm anh chị ơi, nó không biết sao, không biết diễn tả làm sao. CC có nghĩa là cái thời điểm đó có nghĩa là em đang thích con trai. Dạ đúng rồi. Nhưng mà sau khi xem cái gọi là cái gì, cái profile. Profile. Trên cái dạ, profile trên đó chỉ có mấy cái tấm hình của ổng thôi à. Nhưng mà tại là lúc đó tự nhiên có cảm xúc thật sự. Lúc đó là em có, lúc đó em không biết sao người em có cảm xúc, với lại lúc đó em quá trời muốn có chồng rồi. Quá trời em muốn có chồng rồi. Mà em không quan trọng. Dạ em xin quá lỗi. Quá trời muốn có chồng. Dạ quá trời muốn có chồng. Cái ấn tượng đầu tiên là trong hình ổng rất là man. Ổng cực kỳ man, và lúc đó em nhìn xong em nói thôi giờ mình không quan trọng giới tính nữa. Giờ tự nhiên nhìn người ta sao thấy ấm áp quá, tự nhiên em nhìn người đó em thấy ấm áp quá trời, kiểu như được chữa lành. Dạ đúng rồi. Xong cái em suy nghĩ như nó có khi nào mình mà tiêm vô một cái là thấy mẹ không, nó có khi nào mình mà tiêm vô một cái là thấy mẹ không. Trời ơi anh ơi, cầu được ước thấy anh ơi. Em bấm vô một cái nó hiện lên cái trái tim chà bá lửa lên. Trời ơi, con được cũng thấy là nghĩa ổng, là bạn, ổng đã thích em trước. Là ổng đã lướt trước rồi, ổng gặp em, ổng thích em trước rồi. Thì em gặp ổng xong. Ê, rồi này, là em nổi da gà quá. Nổi da gà nha. Đang nổi da gà thiệt nè. Nó hiện lên trái tim, vậy là em mới nhắn cho ảnh một tin. Là các anh khác thì em chào anh. Còn riêng ổng, em chỉ để cái trái tim thôi. Thì á, đúng 3 ngày sau, đúng 3 giờ 3 phút sáng của 3 ngày hôm 3 ngày sau mới trả lời tin nhắn em. Thì em trả lời em bằng một cái tin mà em rất là ấm áp, mà đến bây giờ em vẫn nhớ, chính là chào bé Xin kèm trái tim màu đỏ. Chào bé Xin kèm trái tim màu đỏ. Không, tự nhiên kêu bé Xin mà trái tim màu đỏ, bình thường người ta kêu tên thật của em không mà. Đó với lại người ta mà gặp em là người ta kêu Sơn hoặc là cu xin thôi. Tự nhiên em kêu bé Xin mà em rất thích là kêu là bé. Thời điểm đó em thả tim bao nhiêu người vậy? Em thả tim nhiều lắm. Tại vì lúc đó có một người em chỉ cho em chơi, kêu là em tải cái đó về chơi đi. Tại lúc đó em đang độc thân á, kêu chơi đi vui lắm, không cần quen cũng được, nói chuyện thôi. Thì bạn đó mới chỉ là tải về, nhưng mà anh nhớ lên, anh nhớ mắt người ta nha, anh nhớ thả tim, em thấy ai dễ thương, thấy được cái hợp mắt thì thả tim hết chứ đừng có chảnh nha. Thì em làm theo vậy đó. Xong rồi ai mát lại thì, nhưng mà lâu lâu em vô em lướt để lúc giải trí thôi, chứ xong rồi em thoát ra chứ em không có để thông báo. Kiểu là không mong cầu gì hết, đúng chỉ rồi. Là nếu mà đến thì nó đến thôi đúng không? Chỉ để giải trí vậy thôi á anh chị. Chỉ để ví dụ lâu lâu rảnh cái vô coi có ai nói chuyện chơi rồi thôi vậy đó. Ai chào thì em nói chuyện. Nhưng mà thôi. Em là em độc thân bao lâu cái thời điểm đó? Dạ cũng một năm mấy á. Cũng một năm mấy rồi. Rồi sau đó câu chuyện nó phát triển như thế nào, rồi cách xưng hô của hai đứa khi mà bắt đầu tìm hiểu nhau như thế nào? Bắt đầu thì em vẫn gọi ông là anh. Anh. Thì em là người trực tiếp khi mà ảnh chào bé Xin xong là tự nhiên em đang nói chuyện với bà chị, mới đi chơi với bà chị về nửa đêm gì đó, đang nói chuyện với bà chị xong chuyển qua nhắn tin với ổng, quên nói chuyện với bà chị luôn. Thì là cái nguyên nhân câu chuyện nó là như vậy. Em nhanh lắm, em nhanh gọn lắm. Gặp mặt đầu tiên thôi là có bao nhiêu thói hư tật xấu của em sổ ra hết. Em cho ổng xem những cái là hiện tại thực trạng của em. Đang thiếu nợ nè, bị người ta bỏ nè, bị lừa gạt nè. Đó giờ nè, giờ nhà cửa vậy rồi đó, giờ nó giờ không có tiền cũng lại gì đó đó. Anh giờ anh sao? Đó giờ em đang cần một người lo lắng thương yêu em thôi, em không có cần gì nhiều hết. Thì lúc đó là cái em chia sẻ thêm những cái câu chuyện của em thì chạm tới lòng của ổng. Chạm tới lòng của ổng là ổng thương em. Rồi là ổng đến bên em, ổng sẵn sàng. Bé Quyền, lúc đó em khi mà em đọc những cái tin nhắn đó trong đầu em nghĩ gì đó Quyền? Em cảm thấy đồng cảm á, cảm thấy đồng cảm á. Tại vì trước đó là em cũng có quen nhiều người á, mà em cũng đang muốn tìm một nơi để dừng lại. Trời đất ơi.
Sao tôi ganh tị dễ sợ. Quen nhiều người lãng nhiêu chồng nói luôn đi chồng. Quen nhiều người lãng nhiêu chồng nói luôn đi chồng. Cỡ nhiêu? Chết mẹ bị dính bẫy rồi. Hai mấy nói gì chứ. Cỡ... Không, không, ở nhà có không hỏi. Có khui hả? Cái lúc quen là không có khui nhau hả? Dạ không, không có khui. Giờ lên mới khui phải không? Giờ mới khui phải không? Giờ mới khui. Khui hứa nhau là vẫn bình thường nghe. Dạ, dạ bình thường, em chậm vía bình thường à chị. Vợ chồng em giờ chậm vía lắm. Không có khóc. Vừa vô là khóc, không có khóc. Sao vậy? Sao hả? Cái gì không, không từ thiện, không có gì hết. Trời ơi. Hả? Sao dạ? Trời ơi, ghẹo người ta. Sao dạ? Sao khóc? Không biết nữa, không biết nữa. Em là em khóc là vì hạnh phúc hả? Dạ đúng rồi. Em cảm thấy cái quyết định ngày đó của em lúc mà em bắt đầu quen với bạn là quá đúng đắn hả? Dạ đúng rồi. Cái ngày đó đồng cảm lúc em đọc em có khóc vậy không? Em đọc những cái tin nhắn bạn nhắn cho em là à, bạn gặp vậy. Chưa, lúc đó em chỉ là thấy đồng cảm thôi. Kiểu là với lại cách nói chuyện đàng hoàng dễ thương á. Cho nên là với lại cứ muốn gặp em cứ đòi phải gặp em sớm. Cứ phải em hẹn là 2 ngày nữa đi. Cái cứ đòi là thôi bữa nay tại sao phải 2 ngày nữa, cứ bắt em rồi phải gặp sớm vậy đó. Quen rồi thì gặp liền đi chứ cần gì phải ổng đợi ổng kêu em mấy lúc đó là mình đâu phải là nói chuyện, mình chỉ nhắn tin thôi đúng dạ, không? Dạ đúng rồi, nhắn tin là em đầu tiên nguyên nhân câu chuyện đó là vậy, cũng ngắn gọn lắm anh chị. Là em nhào vô em hỏi ổng trước, khi mà ổng trả lời tin nhắn em rồi á thì em mới hỏi là anh có thích em không? Là anh có thích em không? Em vô em hỏi thẳng luôn. Rồi ổng mới nói là tại vì mình phải em thăm dò coi người ta có thích mình hay không. Thì là khi mà em vừa nhắn anh có thích em không thì là bên đầu dây bên kia trả lời có thích anh mới mát em đó, có thích anh mới thả tim đó. Thì là bên này là em phóng vô cái quan trọng nữa là em chỉ cần đó chính là men đó. Thì em mới hỏi là anh có men không, em vô thẳng vấn đề là anh có men không. Ông nói là đương nhiên có chứ. Em mới nói rồi ok, tới giọng nói em mới gửi số Zalo qua, ông gửi Zalo qua, em chỉ nghe có một đoạn đó thôi là em chốt hạ đây là chồng em. Khoan, cái đoạn đó là cái đoạn sao để em cảm giác là thấy được đây là một cái gì đó nó an toàn và nó ấm áp. Nó chỉ là một cái câu thôi nhưng mà cái giọng đó, em không biết sao lúc đó em nghe em cảm thấy ấm áp là alo ai bên kia không đó, chỉ là đơn giản như vậy thôi đó. Chỉ là cái alo có ai bên kia nghe rõ không, gọn vậy thôi đó. Lúc đó với cái sự mà vô vập quá mức và gấp gáp quá mức của bạn á thì em cảm thấy thế nào Quyền? Em cũng thấy sao mà nó hơi lẹ lẹ, hơi nhanh nhanh sao á. Sao lẹ lẹ là nhanh nhanh nhưng mà vẫn với có cuộc hẹn đầu thấy, tiên. Dạ đúng rồi, mới đầu em cũng thấy hơi ngại ngại nhưng mà tại vì vợ em lúc đó gọi điện cho em nói chuyện á, cái em nghe giọng á, nghe cách nói chuyện á thì em thấy mến mến hơn. Nghe cách nói chuyện á thì em thấy mến mến hơn. Rồi sau đó quyết định sau gặp. Sau đó em quyết định gặp luôn. Gặp liền trong ngày hôm sau luôn. Dạ đúng rồi. Là gặp ở đâu? Và như dạ, thế nào? Tụi em đi ăn hay đi lao. Thêm một điểm nữa là cái ngày hôm đó để em chọn chồng em là tại vì mỗi lần em đi ăn với những người bạn khác, không nói là những người hẹn hò nha. Là khi mà em đứng dậy em trả tiền, người ta luôn luôn để cho em trả tiền. Còn riêng cái ông này em đứng dậy em trả tiền xong nghe em thanh toán xong rồi em quay lại cái thấy ổng ngồi ổng cầm 2 tờ tiền, ổng cầm 1 triệu bạc, ổng ngồi ngước mặt lên gì nè. Cái em hỏi gì anh? Cho anh Hùng với. Em hỏi Hùng gì? Tiền đồ ăn á, cho anh Hùng đi, cho anh Hùng với. Trời coi cho em nhìn cái mặt mà chị ơi, chị sao mà nó thương gì đâu. Cái em mới nói là rồi, thôi, muốn Hùng thì tôi cho Hùng mấy bữa khác, Hùng cả đời nè ông nội ơi, Hùng cả đời nè ông nội ơi. Rồi đó là bắt đầu. Cái thời điểm nào là thời điểm tụi em bắt đầu yêu nhau? Phải vài ngày sau, tụi em mới xác nhận yêu nhau. Còn những ngày đó thì tụi em vẫn đi chơi với nhau, vẫn nói chuyện bình thường qua lại thôi. Để mà em xác định ngày hôm đó để chính thức em quen chồng em là ngày hôm đó là mấy chị em ngồi uống sinh tố lúa mạch với nhau. Rồi xong đêm đó thì tâm sự, thì nói vào thì lời mình sẽ ra. Mình uống nói vào thì lời sẽ ra, thì bắt đầu em ngồi em chia sẻ với ổng hết. Ừ anh ơi em đang vậy, thì bắt đầu ổng nghe xong ổng thương. Thì sáng lại đứa nào cũng mệt hết rồi, mà trong khi đó em ối ổng là người lo lắng cho em, ổng làm có nghĩa là những cái đó chưa tới ai từng làm với em hết, người trước cũng chưa từng làm với em luôn đó. Thì đó là những cái quan tâm nhỏ nhặt, chăm sóc vợ ơi vợ à, ăn uống lo lắng cho em vậy thôi đó. Đó là cái hạnh phúc nhất của cuộc đời của em. Đúng khoảng thời gian này luôn là tròn 1 năm vợ chồng em nắm tay nhau lên đường tương tàn chớ cam thì ăn thôi quên anh em ơi. Hai đứa đi đến cái quyết định kết hôn á là do ai nghĩ, ai nói trước? Dạ em. Em? Dạ, và người nói chuyện với gia đình cũng là em luôn. Em cũng là người ngồi nói chuyện với ba mẹ chồng em để cho làm đám cưới với chồng em luôn.
Có khi nào là em em nghĩ là cái chuyện mà mình đăng ký kết hôn để ràng buộc nhau không? Dạ có. Vậy hả? Trời ơi, em nói thật, nếu như không có cái tờ đăng giấy đăng ký kết hôn đó là tan nhà nát cửa rồi. Trời ơi, khoan, tan nhà nát cửa. Đăng ký kết hôn trước khi có thai đúng không? Dạ đúng rồi, đăng ký kết hôn trước. Vậy thì cái lúc mà bạn muốn đăng ký kết hôn với em thì em nghĩ gì? Thì thật ra là em có thể nói chuyện được với ba em á, nhưng mà em kêu đúng rồi, vậy thôi, về nói nhà, với ba vậy thôi, về nói với ba anh đi, ba anh nói giùm mà nói giùm nói giùm mà giờ em ngồi đó, em ngồi đây ba ngồi đó, em ngồi em khóc với ba này không ngồi và sao ngồi gì ngồi gì em ngồi đây em khóc tại vì ba nói chuyện với ba khóc cảm động với chị, tại vì ba em không nghĩ là ba, mới đầu em nghĩ là tại vì ba rất là khó cho nên là em sợ là ba không có đồng ý, nhưng mà em vừa vô cái thôi là ba nói ôi chúng mày muốn lấy nhau thì chúng mày cứ lấy, chúng mày lớn hết rồi, chỉ cần chúng mày biết lo nhau, thương yêu nhau thôi, đó biết lo lắng cho nhau thôi, chứ không phải chuyện gì rồi cũng cãi với nhau. Thì đó, đến thời điểm này vợ chồng em để mà được hòa hợp như ngày hôm nay, em cũng nhờ câu nói của ba chồng em, hỏi nết em dữ lắm, mỗi lần mà cãi nhau là em phải hơn người ta mới chịu, nhưng bây giờ mà cãi nhau với chồng em không muốn hơn, thầy hơn cũng không được cái gì, với lại lời ba chồng dặn cả. Rồi cái lúc mà quyết định ký vô tờ giấy đăng ký kết hôn thì cảm giác thế nào ạ? Thế nào ạ? Hơi sợ, hơi run mình. Hơi sợ, hơi run mình. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Hơi sợ kìa, hơi sợ kìa. Cái bữa đó ổng ngồi á, em ký bên đây xong rồi ổng ngồi chần chừ gì nè, nó ký đi trời ơi, chần chừ cái gì nữa. Ổng ngồi ổng chần chừ gì nè trời. Ra phường ổng chần chừ gì nè. Lý do cưng. Chị muốn hỏi lại. Lúc đó sao? Tại em thấy cũng nhanh quá, với lại lúc đó thấy tính xin cũng còn trẻ con nữa. Lúc đó nhiều khi em cũng bị buồn á, nhưng mà kiểu em muốn dẫn dắt xin để cho xin tốt hơn á. Nhưng cho nên là em cố gắng. Em cố gắng em chiều lòng, chứ thật sự là em cũng chưa muốn ký lắm. Nhưng mà ở bạn là có một cái hướng tích cực đi lên, là bạn muốn gì? Mình đăng ký kết hôn để chi? Khi mà hai vợ chồng nắm tay nhau thì chúng ta sẽ cùng phát triển, yêu thương nhau rồi phát triển một tương lai tốt hơn đó. Mà cái thời điểm đó là sau khi tụi em quen nhau bao lâu mà đăng ký kết hôn? Tụi em quen nhau là 12 tháng 12 gì? Tụi em đăng ký kết hôn là ngày 14 tháng 2. Đăng ký kết hôn ngày Valentine luôn. Nếu như thời điểm đó em mà không dụ ổng, em không kêu ổng nói là ừ anh ơi, đăng ký kết hôn đi, bữa nay 14 tháng 2 nè, ngày đẹp nè, đang mình đăng lên, đang mình hot, đang mình bán hàng. Đó em mà không nói gì thì làm gì em đi, làm gì em đăng ký kết hôn. Đúng rồi, em còn trẻ trâu, lúc đó em còn con trẻ con, lúc đó bản thân em còn không thương em nữa mà. Đó Vì đó nhờ em nhờ cái tờ giấy kết hôn đó. Em đăng ký kết hôn á thì cái giai giới thì mình giai giới vẫn là bình thường anh. Dạ vẫn là bình thường. Trên giấy tờ em giới tính nam thì em là chồng, chồng em giới tính nữ thì phải là vợ. Trên giấy kết hôn thì vẫn bình thường. Nói còn một cái câu vui đó chính là em lấy vợ về làm chồng. Em lấy vợ về làm chồng. Đúng luôn, giấy tờ ở ngoài luôn á là em lấy vợ về làm chồng. Rồi lúc đó cái chỗ mà cái chỗ đăng ký kết hôn á thì khi mà nhìn hai em như vậy á, nghĩa là người ta có làm khó hay là khó chịu gì không, ý là vậy? Người ta có thắc mắc gì không hả? Dạ chỉ có lúc mà chồng em đi xin giấy chứng nhận độc thân ở trên phường trên quận 5 á, thì anh đó làm mắc cười lắm. Đi vô vợ đâu, vợ đâu, chồng đâu, hai đứa em đứng ở đây rồi, ông đâu biết, ông tưởng là vợ chồng là phải là một nam một nữ. Ông vô ông nói vợ đâu, chồng đâu, đứa nào vợ, đứa nào chồng. Ông làm mắc cười lắm, ông làm cái lúc đó em mắc cười dữ lắm luôn. Đâu vợ đâu, con sẽ xin quyền đâu, ở sao con vợ không đi vậy đây đó. Bắt ông làm mắc cười lắm, là chỉ có bao nhiêu đó thôi đó. Em nói dạ em nè, em chồng, còn đây vợ. Tại sao quyết định có bầu và tại sao Quyền lại chấp nhận cái chuyện là em sẵn sàng mang thai? Chị thắc mắc cái chuyện đó, tại vì em là trans guy mà, đúng không? Dạ đúng rồi. Em cũng đã phẫu thuật rồi, cho nên là cái vấn đề đó chị cũng muốn hỏi nhiều lắm á. Là tại sao đi em dụ? Tại sao đi em dụ? Mới đầu là tại do xin á, là muốn có. Mới đầu là xin đòi, mới đầu là em cũng chưa chịu. Nhưng mà sau không biết nói chuyện với mẹ em sao á, xong rồi mẹ em nói chuyện với mẹ với em thì em thấy giống như hồi xưa em làm cho mẹ buồn nhiều á. Nghĩa là cái câu chuyện đó là có nhiều người can thiệp vào, có mẹ và mẹ chồng em ủng hộ nữa. Lúc đó em phải chuẩn bị tâm lý sẵn, tại vì em phải ngưng tiêm hóc môn á.
Em ngưng tiêu hormone để em có chu kỳ lại giống như phụ nữ bình thường, xong rồi em mới chồng em không có chu kỳ 5 năm. 5 năm không có chu kỳ. Là em ngưng hormone bao lâu rồi mới bắt đầu? Tháng. Ngưng 2 tháng là bắt đầu có mùi dâu lại. Là cái khi mà em ngừng tiêm hormone. Là 2 tháng sau tụi em có con. Tụi em có con theo tự nhiên à chị? À đó, ý chị muốn hỏi đó là có con theo phương pháp tự nhiên luôn. À, cho tôi hỏi nhẹ, câu chuyện này nó cũng khá là riêng tư á. Riêng tư. Riêng tư quyền ha. Dạ. Lần đầu tiên mà mình thụ tinh tự nhiên đó, thì có gì bỡ ngỡ không? Dạ không. Dạ không. Mới dạ không liền. Dạ không. Em mới là người bỡ ngỡ. Ủa sao chị không hỏi em? Em, ủa em mới em... là người bỡ ngỡ này chị. Có nghĩa là mình nghĩ không bao giờ sẽ có cái chuyện đó xảy ra. Không bao giờ. Ủa nhưng mà trước đó sao ta? Nhưng mà trước trước nó đẹp với đàn ông. Không thì không, đó. Không biết. Ông biết. Tôi hiểu tôi rồi. Tôi nói cái cặp này nè, trước đó khi mà trước khi mà thụ tinh tự nhiên á thì chị... thì em biết rằng là mình sẽ không bao giờ như vậy. Dạ. Nhưng mà rồi nó sẽ như thế nào? Như khi mà cái ngày mà em nhìn vô cái rồi đó cái, rồi. Cái hình của chồng em xong á, em ổng chấp nhận đi chơi với em xong đó rồi cái ngày này trước sau gì cũng sẽ xảy ra. À, là đã chuẩn bị tư tưởng rồi. À, chuẩn bị tư tưởng rồi. Dạ. Rồi hiểu. Chuẩn bị tư tưởng. Rồi thì diễn ra tự chuyện nhiên gì đến nó đến. Dạ chuyện gì đến nó đến. Và nó vẫn ok. Dạ nó vẫn ok. Và ngon lành và có con. Dạ đó. Quá ok. Anh thấy là cái công việc của em nó quá trời căng thẳng rồi, thêm cái áp lực của cái chuyện là gia đình nữa, mà tại sao hai đứa lại quyết định có con? Khi có con là tâm sinh lý sẽ thay đổi, là mọi thứ sẽ đảo lộn. Lúc mà em suy nghĩ tới việc có con em chưa suy nghĩ tới việc đó. À. Em không suy nghĩ tới cái việc đó. Hiểu. Em suy nghĩ có bầu rồi đẻ thôi chứ cái gì đâu. Đó em chỉ suy nghĩ vậy thôi, đẻ rồi nuôi thôi. Nhưng khi mà bắt đầu không có bầu rồi, là bắt đầu lúc đó là em mới bắt đầu em nhận ra được là nó không có đơn giản vậy. Nó không có đơn giản như vậy. Rồi từ từ những cái đợt cãi nhau của ổng em mới nhận định ra mình cần phải quan tâm hơn cái việc này nữa. Có thể lúc đó là em công việc nó đang bắt đầu nó lên lại, là em cứ đua theo, em chạy theo công việc. Rồi ổng nhiều khi ví dụ như đến giờ ăn rồi, đáng lẽ ra là hai vợ chồng mới cùng ăn. Hiểu. Đến giờ ăn rồi em bỏ rơi ổng để cho ổng ăn mình, đó là ổng bị tủi thân. Em luôn luôn lúc nào trong chẳng thấy làm gì hết. Bởi vì khoảng thời gian mà chồng em vừa có bầu là lúc đó là khoảng thời gian khó khăn nhất của vợ chồng em. Đó chính là vừa mới bắt đầu công việc nó mới bắt đầu thuận lợi lại. Thì chồng em thì đùng phát có bầu thì sinh lý thay đổi, sức khỏe thay đổi. Đó mà thời gian đó em cũng không có biết chăm sóc, quan tâm nhiều. Lúc đó là bản thân em còn chưa biết chăm sóc nữa. Đó thì lúc đó là lúc em làm chồng em buồn nhất. Là lúc đó là em chỉ lo công việc thôi, tại vì tối ngày em cầm điện thoại rồi em lướt rồi quay rồi này nọ không. Rồi lúc đó, đó có lúc ai đó, kề bên với em để có thể hỗ trợ? Có mẹ chồng em. Mẹ chồng em có nói với em một câu mà đến thời điểm này á, cho nên là em rất là thương mẹ chồng, đó chính là con yên tâm, con làm gì cũng có mẹ ủng hộ hết. Có gì con cứ gì con nói với mẹ. Đó, là có gì em cứ gì em nói với mẹ chồng, cái là mẹ chồng em có chuyện nói với chồng em. Với lại khi mà em nói chuyện với mẹ, em kể ra những cái chuyện hai vợ chồng đang cãi nhau thì mẹ có nói cái điều mà em đang suy nghĩ, đó chính là tâm sinh lý nó thay đổi con ơi, thôi từ từ đi con. Thì mẹ nói đúng những cái em đang suy nghĩ, có nghĩa là mẹ trấn an những cái rất đúng ngay thời điểm đó luôn. Đó, cho nên là thì mẹ trấn an em, rồi mẹ trấn an thêm ông này, rồi là bởi vì mẹ dỗ dành hai đứa. Lúc đó em cảm thấy như thế nào trong quá trình mang thai của em? Em bị mang thai em bị mất trí nhớ, giờ chị hỏi em cũng không nhớ được khúc nào với khúc nào. Ê, bị tính đàn ông ha, kiểu qua câu chuyện xong qua luôn là coi như quên luôn á. Là ít được em quan tâm mấy chị. À. Ít được em quan tâm, bản thân em là người là giờ nhìn lại ít được quan tâm. Đó, dạ, ít cho được nên quan tâm thôi. Dạ. Rồi cái lúc đó mình không được nghe tập tạ. Tại vì chồng em quan tâm người khác quá nhiều. À. Tại vì chồng em quan tâm cho em, với chồng em cho đi quá nhiều, cho nên chồng em mong muốn nhận lại cũng được như vậy. Em có mong muốn đó. Nhận lại. Em không mong muốn nhận lại như vậy, muốn chỉ mà. Cần một chút thôi. Muốn chỉ mà. Cần một chút thôi. Muốn cho một chút thôi. Chỉ cần một chút thôi. Mong muốn rồi thì bây giờ em lúc trước là em chưa biết, còn bây giờ mới bắt đầu biết rồi. À, là cái thời điểm đó là một chút em cũng không cho. Trời ơi, không phải không cho, bà nội ơi, không biết. Không biết. Không biết. À lúc đó lại lúc đó còn chưa có gì ổng nói đi. Em ơi, anh em vậy vậy với anh đi. Lúc đó em cũng có nói chồng ơi, em với mối quan hệ trước á, em như yêu đơn phương vậy đó, em không biết yêu, không biết quan tâm chăm sóc gì hết á. Tại vì đúng là mối quan hệ trước em quen 5 năm 6 tháng. Nhưng
mà cuối tuần nó mới qua nhà em nó chơi được nha, thứ bảy chủ nhật xong rồi đi về, chứ không phải mà ở 24/24 vậy. Đó thì hai bốn có cái gì thì chồng đúng rồi có gì chồng cứ dạy chỉ dạy em nó nói từ từ. Mà lúc đó được cái chồng em cãi miệng cũng không nói ổng gom lại xong rồi đợi cho bùng nổ tại sao phải gom lại ổng đợi cho nó tại sao em nó có gì nói cái đó nó còn nhỏ mình nhịn đi chứ mình nghĩ vậy à em nghĩ là em còn nhỏ quá thôi thì từ từ mình dạy đúng không? Dạ đúng rồi, em nghĩ là thôi mấy cái đó mình có không nhịn thì nó cũng đâu có hiểu đâu, thôi mình nhịn cứ nhịn hoài thì nó bị giọt nước tràn ly á. Em ngừng tập gym, ngừng tiêm hormone thì bắt đầu người cơ thể nó mềm mại lại, cơ mặt cơ xương rồi nó nữ tính lại, rồi bắt đầu rồi giọng nói em lúc đó nó cũng hơi nửa, nó không có gì nữ mà nó nửa. À xong rồi người em thì bị yếu đi, đi nhiều, tại vì em tiêm lâu rồi mà em ngưng á thì nó sẽ bị quay về cơ thể của con gái, với lại không tập nữa, mà với lại em phải mang thai nữa nên lúc đó em bị yếu nhiều lắm. Có cọc không? Có cọc, em cọc dữ không? Mang thai cọc tính lắm mà họ, mà không nói luôn cọc mà rồi không nói luôn, nói lắm rồi cọc có nói không chồng... nói sao cãi lộn sao chỉ có vậy? Lúc mà bầu to rồi đó lúc đấy mới nói, còn lúc mà em mới lúc mới có bầu không bầu nói, bởi vì em đâu có biết đâu anh, em đâu có biết gì đâu à, phải nói mới biết là những cái kèm nén đó, em nghĩ nó lo cho công việc thôi à, những kèm nén nó bự dần theo cái thai theo cái thai đúng rồi, bự quá bọc quá thôi. Tôi nhớ là ví dụ như mình mang con gái mang bầu là hay nghén rồi thèm ăn này thèm cái kia. Rồi em có không? Dạ có. Có thèm ăn cái này cái kia không? Dạ có, thèm ăn dữ lắm anh. Có bầu em ăn dữ lắm. Em lúc nào vợ em quay clip là người ta cũng thấy em ăn đó. Lúc nào em ăn 24/24. Có bầu ăn không? Ăn 24/24. Còn em còn nhớ có một ngày đó tâm tính nó thay đổi, lúc đó là nó khó chịu lắm. Ông lúc đó ông cực kỳ khó chịu cực kỳ. Một cái tô sữa chua thôi. Ông ăn đi. Tự nhiên ông bưng đi lại trước mặt mình xong ông nói gì nè. Trời ơi chồng, vợ nãy giờ chồng ăn quá trời rồi vợ. Tự nhiên đi lại trước mặt em nói nãy giờ chồng ăn quá trời rồi vợ, cái cầm thêm cái tô sữa chua trái cây gì nữa thì em đâu có dám cho ăn nữa chị. Em mới nói thôi vậy thôi đừng ăn nữa, vậy thôi chút đi ăn thêm thôi đừng ăn nữa, ăn mất công sợ ói hay là đau bụng. Nhưng mà chồng muốn ăn, thôi đừng có ăn, ăn vô đau bụng mới giờ ăn quá trời rồi. Bầu cái nhưng mà chồng muốn ăn, chồng muốn ăn. Cái em mới nói cái em mới nói là em mới gọi này là cái đường này là muốn ăn quá trời em cản cũng không được rồi, em mới cầm cái tô em để xuống, mà lúc đó là cái tô thủy tinh để xuống lỡ kêu con cái vậy thôi nè vậy ăn đi rồi vậy thôi đó. Vì thôi đó là giận đùng lên hai vợ chồng giận. Thiệt là lỡ tay không? Lỡ tay. Thiệt lỡ tay. Cái tay không? Tin chị ơi đây nè, bưng xuống để xuống gì nè, bây giờ cho dù để nhẹ không, lẽ giờ đang nói chuyện trong cái trạng thái nói chuyện không bao giờ mà chị gì nữa. Phải như vậy gì đó, nó phải kêu một cái cốc vậy đó. Rồi giận sao? Rồi vậy thôi không ăn nữa rồi đi. Bỏ đi. Rồi đi đâu? Đi đâu em? Đi chơi, đi cà phê hoặc là đi về nhà mẹ chơi vậy. Rồi ai sẽ là người mở miệng ra để hàn gắn cái khúc đó lại? Em hay là... Em không. Em mở miệng, à lúc đó là tại vì người ta đang có... Với lại em thấy cuộc tình của em hạnh phúc mà. Em mở miệng ra để giữ cái hạnh phúc của mình thì không có gì hết. Bây giờ chị hỏi tới cái câu chuyện mà chị thắc mắc về vai vế và xưng hô trong gia đình ấy. Chị cũng thắc mắc thật là sau này con tụi em sẽ xưng hô thế nào ta? Con của tụi em sẽ không có ba mẹ mà có ba bá. Ba bá? Dạ. Ba bá. Đây là ba, em là bá. Bá có nghĩa là ghép được của từ ba và từ má. Em hồi đó em cũng coi chương trình của mấy anh chị làm, nó chính là ghép từ ba và từ má lại ra chữ từ bá. Cho nên là em sẽ kêu cho con của em thì kêu em là bằng bá. Còn kêu mẹ em bằng nội, kêu mẹ chồng em bằng ngoại. Tại vì mẹ chồng em mong muốn làm bà ngoại. Cái đó là cái mong muốn của mẹ chồng em. Không biết sao mà mẹ chồng em khát khao lắm, khát khao ông ngoại. Tại vì mẹ chồng em có cháu nội rồi. Có cháu nội rồi, giờ mà mẹ chồng em mong muốn ở đây là kêu bằng cháu ngoại. Đó, mong muốn khát khao vậy đó. Cho nên là ngày hôm đó em bàn với mẹ chồng rồi em cũng có nói với chồng, nói là chồng ơi, vậy giờ thôi vậy cho con nó khỏi phải khó khăn thì mình vẫn giữ nguyên bên gia giới ông bà cô chú bác là vẫn giữ y chang vậy. Cho anh hỏi nha, tới ngày hôm nay là tụi em có cảm giác, có cảm nhận đây là một cái sự quyết định đúng đắn nhất không? Dạ, anh chị cho em xin 30 giây. 30 giây em không, 15 giây thôi, em có một cái này.
em có một cái này bất ngờ cho chồng em. Cô nói kìa, trời ơi, sao ơi, trời ơi. Dạ, dạ em có bó hoa tặng chồng yêu, với lại em có một món quà, có một món quà tặng cho chồng của em. Chứ để mấy chị trên mạng á, mấy bả vô mấy bả phân bì giùm chị ơi. Mấy bả vô á, trời ơi con vợ gì mà đeo quá trời đeo, rồi thằng chồng không có gì hết trơn ạ. À? Gì mà mày biết mày không ạ? Thì vô nói với em vậy đó. Thì giờ em xin phép, dạ, tặng cho chồng một sợi dây như của em, cho có đôi có cặp. Dạ. Dạ. Dạ, em xin phép tặng cho chồng. Em cảm ơn chồng rất là nhiều vì chồng đã đến bên em, hy sinh cho em. Và cảm ơn chồng rất là nhiều vì nhờ chồng em mới có được ngày hôm nay, mới trả được hết nợ, mới có được gia đình hạnh phúc, mới có được chồng yêu em như vậy. Cảm ơn chồng rất nhiều. Cảm ơn em đeo vô cho chồng nha. Với lại sợi dây chuyền này á, có một cái điều đặc biệt á, là ở trên cái sợi dây chuyền này, trên cái này nó có một cái chữ, đó chính là chữ nhẫn. Nhẫn? Chữ nhẫn là cái chữ mà chồng của em đã có với em, đó chính là ổng nhẫn nại dữ lắm, ổng nhẫn nại dữ lắm em mới có được ngày hôm nay. Chứ nếu như ổng mà không nhẫn nại á, ổng bỏ em đi là em xong rồi. Tại giờ em cũng không biết em đi về đâu rồi. Thật sự nhờ ổng đến bên em, ổng lo lắng chăm sóc, yêu thương chăm sóc, lo lắng cho em. Trời ơi, dài quá em, quá dài rồi. Trời, tự nhiên vung tay quá chừng rồi. Dạ. Trời đất ơi. Ê xí nha, bây giờ mình lỡ khoe rồi, mình khoe luôn được cái giá trị nó là bao nhiêu được không? Dạ gần tỏi. Dạ gần tỏi. Gần dạ. Một cõi. Tỏi. Hai sợi này của em chim chim nhau. Này của em tỏi mốt, không gần tỏi. À. Bây giờ thì chắc có lẽ là hỏi cảm giác. Để em muốn hỏi cảm giác. Đúng của rồi. Quyền. Khi mà em bắt đầu em quyết định em dùng chữ nhẫn với vợ của em, thì đến ngày hôm nay em cảm giác, em cảm thấy là cái sự kiên trì của em nó có kết quả. Đình đáp xứng đáng. Sao run dữ vậy ạ? À? Sao nói chuyện run nghe khóc rồi. Ôi ở bên em chịu đựng nhiều lắm chị ơi, chịu em nhiều lắm. Tại vì á, lúc đó một cái chút xíu thôi em cũng quạo, cũng em một bộ giọng, có nghĩa là em luôn áp đặt ổng trong cái luôn hoàn hảo, trạng thái hoàn hảo, nhưng mà ổng luôn dùng cái sự nhẹ nhàng để đối đãi với em. Nhưng mà chị hỏi, có một cái thời điểm nào đó em cảm thấy là em không chịu đựng nổi, và em lúc đó em làm thế nào để em tiếp tục em dùng chữ nhẫn? Em cũng nhờ mẹ em á. Tại vì hồi xưa lúc mà cho em xíu nữa em nói được không? không sao. Rồi hồi xưa em cũng quen nhiều người á, mà kiểu em cũng gọi là, người ta hay dùng từ gọi là chăn hoa. Lúc em còn trẻ là em trong tình yêu á, là em không có nghĩ là sẽ có chuyện lâu dài. Em lúc em còn trẻ là em nhanh chán lắm, kiểu giống như em nhìn người ta quen mà quen lâu á, là em sẽ nói tại sao có thể quen lâu được như vậy mà không bị chán. Thì sau đó là khi mà em đã lớn, em trưởng thành rồi á, thì em bắt đầu quen nghiêm túc rồi á, thì em lại bị lại phản bội. Không bị phản bội, nhưng mà em bị những cái khác nó làm cho mình mệt mỏi lắm, áp lực lắm trong chuyện tình cảm á. Chứ em không nghe lời mẹ nữa. Thì mẹ khuyên em nên thế này nên thế kia, thì em hay cãi lại mẹ. Em hay cãi, rồi em có khi em lớn tiếng nữa, em lớn tiếng với mẹ nữa, em không nghe lời. Thì sau những lần đó là em mới biết là lời của mẹ nói là toàn là đúng không. Cho nên là mình bị đổ vỡ, mình bị mất thời gian, mình bị mất quá nhiều năng lượng cho những cái người đó. Cho nên là bây giờ mẹ em mà khuyên em cái gì á, thì em rất là nghe lời mẹ. Người mẹ tuyệt vời. Bởi vì có gì em cũng mát mẹ hết trơn. Có gì cũng điện mát mộng trẻ hết. Với em thì cái cảm giác mà lúc mà sinh thì như thế nào, là cái quá trình nó như thế nào, rồi em trải qua như thế nào?
em đi sân giống như đi chơi vậy đó. Đúng 10 giờ sáng là vợ chồng em nắm tay nhau đi vô trong bệnh viện đăng ký thủ tục xong rồi lên bàn nằm chờ tới 4 giờ đẻ thôi. Là có đau đẻ có gì không em? Không hay đau. Đau đẻ chỉ trong vòng có 15 phút cuối cùng chuẩn bị gần lên bàn mổ là không mới đau đẻ, chỉ có trong vòng 15 phút là đúng ngày dự sanh luôn. Trước ngày dự sanh mấy ngày? Trước ngày dự sanh mấy ngày mà có dấu hiệu gì để tụi mổ chủ động? Mổ chủ động tại vì ngày đó đẹp. Ngày đó đẹp cho nên tụi em mổ chủ động. Rồi nó ở trong bụng mình 9 tháng 10 ngày. Rồi tới lúc mà gặp nó lần đầu tiên, bế nó ôm nó thì như thế nào ạ? Em thấy mang thai nó xứng đáng. Mang thai 9 tháng 10 ngày để xứng đáng. Thấy không nghĩ là mình làm được điều đó luôn. Tại trước giờ em đâu có nghĩ là em sẽ sinh con đâu. Tuyệt sự không biết diễn tả làm sao. Thấy con mình sao ạ? Ủa nó đã. Nhiều nó đã. Con trai của tôi. Rồi ví dụ như đi đứng vận động rồi lúc đó là em hỗ trợ sao hỗ trợ cho nhau, hỗ trợ cho nhau. Chồng vé chồng em cơ địa chồng em rất khỏe, với lại chồng em cũng quen bởi cái việc phẫu thuật rồi. Ổng đã từng đi phẫu thuật ở phần trên để chuyển giới rồi cho nên ổng quen việc phẫu thuật rồi, cho nên là con chút xíu thôi là ổng đi lại bình thường rồi, đâu phải như người ta mà phải tập đi này nọ rồi đâu. Thì trời ơi ổng xuống ổng đi cười 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 em cười sao ta? Dạ không, em sinh xong em không có chăm con. Hơi xì chết ở cái việc chăm con thôi, là tại vì em làm việc em rất giỏi nhưng chăm con em rất dở. Không phải là dở mà là em chăm con là không có làm việc được. Anh cũng biết rồi là mình phải dành hết thời gian cho con. Còn công việc thì mình phải dành hết thời gian cho công việc. Cho nên lúc đó là vợ chồng em chưa tìm được vú. Thì khoảng thời gian đầu hai vợ chồng em xì chết với nhau. Chồng em buồn em là tại vì em ngủ không à. Mới đầu mấy ngày đầu về em còn chừng. Còn mấy ngày sau em ngủ không à. Tại vì ổng cũng đâu có kêu. Em nói là chồng ơi có gì kêu em nghe. Không đâu có kêu đâu. Không kêu. Không có tâm tính này nữa. Không có kêu, không có gì, không gì thôi vậy. Gặp người hướng nội nữa đúng không? Hỏi nữa rồi đó, em ngủ không còn gì đó. Chăm. Đó, rồi từ ngoài tự chăm rồi. Thời điểm nửa tháng đầu đó sao? Rồi xì chết. Cọc hả? Cọc hả? Xì chết với em đó, xì chết rồi ấy với em đó. Thấy với em xong em quảng hồn hết trơn, chị vô em quảng hồn táo quả trơn. Bà ơi bà phải kiếm vú giết. Tại Tết mà, thời điểm Tết đâu kiếm được. Đâu kiếm được liền đâu đúng không? Công nhận cũng giỏi. Giỏi. Chăm được hơn nửa tháng trời. Cái vết mổ như vậy đó mà chăm con được hơn nửa tháng trời mới bắt đầu có vú. Bắt đầu là sau này lần nếu mà có lần nữa là em đã hiểu. Vậy là... thì bây giờ đẻ là em biết cách hết trơn rồi, là sao là em biết hết rồi, tại vì lần trước em chưa có kinh nghiệm. Lần trước em cũng đang trong quá trình học hỏi, giờ mà đẻ là rồi đó. Ổng chỉ cần á, ổng đi đẻ thôi, ổng không cần làm gì nữa. Hồi trước ổng còn là hai vợ chồng còn bắt đầu cùng nhau, ổng phải trả lời tin nhắn để chăm sóc khách hàng, còn bây giờ ổng có. Giờ có nhân viên làm hết trơn rồi, giờ ổng mà đi, ổng mà đẻ là chồng chỉ có là hưởng thôi chứ không phải như hồi đó mà cực như hồi đó nữa. Đó, bởi vì con bé trợ lý em nó xuống hoài. Nó nói anh Bi, đẻ đứa nữa đi, kiếm đứa con gái đi, cực thì cực luôn lượt một. Đẻ cực thì cực luôn lượt một mà nó lớn cái là xuống. Đúng rồi, năm một. Lúc nhỏ đó, thà cực lúc nhỏ. Em cũng suy nghĩ như vậy, thì em nói với ổng rồi. Ngày hôm qua lúc mà đi đổi chiếc nhẫn lại cho ổng á, em nói là giờ đẻ đứa con gái cho em nữa đi thì em đổi cho chiếc hộp. Chiếc hộp 2 carat. Nhưng mà vậy nó mắc cười. Chồng ơi, chồng đẻ cho vợ đứa con gái nữa. Đẻ cho vợ đứa, đẻ cho vợ chồng ơi, chồng đẻ nữa. Cho vợ đứa, đứa con gái nữa đi. Đó. Đẻ cho vợ đứa nó đi, vợ mua cho cái hộp bự một xíu. Trời đất ơi, dễ thương dữ. Đẻ vợ đứa nữa đi, kiếm đứa nó đi. Nhưng mà năm nay gồng năm sau gắn lên mây luôn chồng. Nhưng kiếm mà đứa kiểu đứa giống như là Quyền á, là phẫu thuật phần trên rồi đúng không? Dạ. Thì cho con bú sao ta? Dạ cho bú sữa công thức. Cho con bú sữa công thức. Cho sữa công thức đúng không? Dạ. Là tụi em có nghiên cứu đầy đủ về các loại sữa đúng không? Dạ, chồng em là người nghiên cứu vậy đó, đổi sữa hay gì là cũng là chồng em. Trời ơi, lo cho con lắm. Thương quá. Trời ơi, bao la là mẹ, lộn bao la tình cha. Lo lắm, đồ của con em là ổng mua không? Ổng mua không thì con em rất có phước mới làm con của ổng đó. Còn em thì em đang kiếm tiền thì đó, ổng mua đi, em đang kiếm tiền, kiếm cho ổng mua. Chứ phải chia ra như vậy mới được. Nhưng mà bây giờ tài chính gia đình ai lo hả? Dạ, tài chính gia đình thì em là người quản lý. Nhưng mà mỗi lần chi tiêu hay làm gì em cũng phải hỏi chồng. Trời mua ơi. Mua gì, chồng ơi chồng mua gì. Mỗi lần em muốn mua em cho tiền dòng họ, em cho tiền cô chú bác, em cũng phải hỏi chồng ơi chồng. Nay mình bán vàng lời được nhiêu đây, rồi cho em chia lọc nha. Cho em chia lọc cho. Bán gì siết, bán gì? Bán vàng. Bán vàng. Bán vàng. Tại vàng lên quá gom đi bán. Bán kiếm mớ lời thì bữa đó lời cũng được 200 gữ. Thì lì xì cho bà con chồng họ thì xin phép chồng, tại vì em có lì xì cho mẹ chồng trước rồi. Đó rồi em mới nói là giờ em có lì xì cho mẹ chồng rồi, giờ chồng ơi giờ cho em xin phép lì xì cho mấy cô ông bà cô chú bác bên nội, ông bà cô chú lớn tuổi á, thì chồng cho phép, có nghĩa là làm gì em cũng hỏi qua chồng hết. Đó. Rồi riêng cái ngày hôm nay giờ cái món quà này là đâu
Ông sinh không có sinh không biết ông sinh món quà à. Này ông không biết là hồi ngày hôm qua là em dắt ông đi qua bển mua cho mẹ với lại đổi chiếc nhẫn là dò đổi cho ông bự hơn đó thì là này là nửa đêm người ta giao qua bất ngờ là giao qua lúc ông ngủ rồi là giao qua bất ngờ em nhận bất ngờ xong bữa nay là làm quà bất ngờ cho ông đó là cũng là cái thích của ổng luôn đó là em nhìn thấy được cái sự thích của chồng em là tại vì lúc ổng có bầu là người ta vô người ta nói rồi sao mày mua cho mày không mua cho chồng mày dạ thì đó em có nói là đợi chồng em hết bầu đi rồi em mua thì giờ nè đầy đủ nè đó tay chân đầy đủ hết rồi bây giờ khỏi phân biệt cộng này duyệt không cộng này duyệt không? Không chưa thấy chưa coi kiến lấy kia coi kiến bây giờ hỏi anh chị đi hỏi anh chị thấy đẹp. Sao đẹp đẹp vậy là em duyệt rồi đó Nhưng khi một đứa bé nó thấy cái cảnh tượng của mẹ nó đốt một con trai là những cái món mà nó rất là thích thì em cảm nhận cái cảnh tượng như thế nào? Em cũng chắc là em cũng nghĩ là chắc lớn rồi mấy bộ đồ đó nhỏ quá nên là mẹ đốt đi thôi chứ không có gì hết. Tại cùng nhỏ mà còn em nếu như khi đốt xong thì không có đồ mà mặc thì tất nhiên mẹ may váy đúng không? Mẹ thường may mà thì mẹ may váy mẹ có bắt em mặc không? Dạ có, tại lúc đó đâu có được quyền mà lựa chọn như vậy. Em có lấy cái đồ lấy những hình ảnh mà em mặc váy đưa cho bạn gái thì có không? Dạ, có chụp lại không? Có hồi nhỏ thì chụp lại mẹ chụp lại. Không, thật ra anh nhìn Hải Đăng và anh cảm giác là Hải Đăng đã từng là một cô bé rất xinh luôn. Nhìn bây giờ là con trai rồi thì vẫn đẹp trai đương nhiên nhưng mà anh nghĩ là cái nét này khi quay lại là con gái rất là xinh. Chắc em là con trai cũng xinh lắm. Rồi cho anh hỏi là đến khi nào mà em nhận ra là mình không mặc đồ con trai được nữa thì em có được phản kháng lại cái việc đó không? Dạ không. Không luôn. Dạ kiểu như lúc đó em còn non đó nên là nghe theo lời bố mẹ nhiều lắm nó chống lại. Thật ra cái việc em đã phản kháng không, nó không hẳn là cùng bằng hay là chống lại. Nhưng mà em có một cái thông điệp thì nó đến gia đình là đơn giản chỉ là con thích những cái bộ đồ đó không muốn mặc nó. À. Ví dụ như vậy. Dạ, còn khó chịu. Kiểu như lúc đó em rất là bình thường. Hoàn toàn bình thường. Dạ. Hay như vậy trời. Nhưng mà khi em mặc váy, em thoải mái không? Nhìn thấy hoa là không có hơi váy rồi. Nhìn nó cứ dị dị sao. Em có thấy nó trống trống ở dưới không? Có thấy nó bị mát mát quá. Dạ có. Với lại còn mấy cái váy mà dạy giống như là váy mà lưới dạng lưới mùng á dạng lưới mùng rồi đó dạ không mẹ em cũng không may cái đó chị cái mà dạng mà búp bê á anh là thường hồi xưa là ông Biên ông lấy đó ông làm dạng chiếc cá đó anh xe luôn dạng chiếc cá rồi cho anh hỏi khi em đi ra khỏi cái môi trường là gia đình của mình với toàn những người yêu thương mình em bước ra môi trường học đường với rất nhiều những cá tính khác nhau thì có khi nào em phải đối chọi với rất nhiều những bạn mà kỳ thị mình? Dạ, cũng có kiểu như có một khoảng thời gian là năm lớp 7, lớp 8 gì đó kiểu như mọi người vẫn chưa biết đó nên là chỉ có một vài bạn mà em chơi chung mới biết là em thích bạn này, em thích bạn kia cái tụi nó cứ ghẹo hoài rồi kiểu nghĩ lúc đó cũng bình thường thôi em cũng nghĩ là lúc đó chưa phải là cái tình cảm mà nó là tình trạng tình yêu lớp 7, lớp 8 kiểu như tuổi xin tin mà thích thôi lúc đó là chỉ mới chớm lửa chớm thôi rồi em có thể hiện luôn cái sự nam tính của mình ở trong trường là anh nhớ nhất lúc anh đi học có những cái bạn nữ nhưng không mặc áo dài hay là không mặc đồng phục nữ nhưng họ luôn là phục nam và để tóc ngắn từ khi còn rất là nhỏ cấp 2, cấp 3 năm bao nhiêu tuổi em mới thích tóc năm lớp 9, cuối năm lớp 9 nếu bạn nhớ in cái ngày đó luôn. Và tại sao em lại quyết định cái cắt tóc trong hè? Dạ, tại vì hôm sau là tổng kết là em muốn tạo cái sự bất ngờ nhất đối với cái cô chủ nhiệm với lại một cô giáo mà ghét thi em xong cái cô đó ngồi phía chót mà cô đó chỉ lên bạn nhất là nhìn bé đó kìa nó con gái mà sao nó men dữ vậy. Qua hôm sau em cắt tóc cái và cô đó cũng sốc lắm. Đến chứng minh cho mọi người biết là mình là Sarah. Cái gọi là come out cực mạnh. Mạnh á. Rồi cho anh hỏi là khi mà em thể hiện với lại cô chủ nhiệm và cô gác thi dầu. Dạ. Nhưng mà bố mẹ em là sẽ là những người đầu tiên nhìn thấy cái đầu đó. Dạ không, bố mẹ em là người cuối cùng nhìn thấy cái đầu và cái kết quả nó như thế nào? Ủa nhưng mà cắt tóc sao em không về nhà mai hả? Dạ không, em không về nhà. Tại vì bữa đó là em nhớ là bữa liên hoan với lại trời mưa nữa tụi em chơi giỡn kiểu người ướt nhẹp luôn. Sau đó em lúc đó
học 2 tiết đầu để em đi cắt tóc. Xong đó em vô em học. Cái... Là sau cái buổi học đấy là tổng kết luôn? Dạ không, kiểu như cái đó là buổi chiều tối rồi. Cái em chạy về nhà ngoại em mua một cái cạc điện thoại. Em liền dạy cho mẹ em là giờ con báo mẹ tin này nè, mẹ đừng sốc nha, mẹ đừng xỉu nha. Nó nói là mẹ em hỏi là cái gì vậy, nói mẹ nghe đi. Dạ con cắt tóc rồi mẹ. Gì? Cắt tóc rồi hả? Sao? Chạy về mẹ coi coi. Có cô cái bên trời mình cắt tóc cho kiểu búp bê thôi. Mẹ ai ngờ đẩy lên cái lên luôn. Mẹ bắt đầu cũng không nghĩ là cắt tới vậy. Cái tưởng là chỉ tỉa tỉa cái đuôi thôi. Về cái cắt làm sao. Cái bọn ngoại em vô trong nhà bước ra thấy cái ngoại em lên tầng sông. Gì hả? Dạ. Rồi ngoại sao? Em cũng biết ngoại sao. Nhưng mà lên tầng sông là xỉu quá. Xỉu luôn. Dạ. Em cũng để ý nữa, cái em phóng xe em đi về nhà luôn. Em đi về nhà mà có người ở đằng sau hộ tống em chị. Bé nó còn nhỏ lắm, nó chưa có. Đúng rồi. Thật ra Hải Đăng chưa có ý thức được những cái hệ lụy ở sau những cái hành động của mình á. Nhưng khi mà làm cái là mọi người sẽ kiểu rất là shock. Nhưng mà khi mà ai hộ tống là sau lưng em? Dạ, cậu quen. Và lý do tại sao cậu phải hộ tống em về nhà? Dạ, cậu em sợ bố em đánh em. Bố em to. Vậy là cậu thương hả? Gia đình cậu rất thương hả? Dạ, kiểu như nhà ngoại em thương em lắm. Rồi xong rồi về phản ứng ba mẹ như thế nào? Mẹ em vừa thấy cái mẹ em gục xuống dưới đất luôn. Gục luôn hả? Xỉu luôn hả? Dạ không phải xỉu mà kiểu ngồi bất động luôn khóc. Chị biết. Em biết luôn. Cái là anh đoán thôi nha. Đúng rồi. Là mẹ đã tờ mờ nhận ra là em rất muốn làm con trai. Dạ đúng rồi. Chứ một người con gái nhưng nhờ, em thấy mình là người con gái mà em cắt tóc tém thì bình thường. Thật ra mẹ đã biết ngay từ cái lúc mà mẹ nốt những cái đồ con trai rồi. Dạ, nhưng không, mà mẹ lúc đó mẹ em chưa biết. Mẹ em biết từ hồi cái lúc đó em có điện thoại là bố của em cho em, xong cái em nhắn tin với một bạn nữ khác. Đợt đó em đi ngủ cái mẹ em mượn điện thoại em chơi game, cái đọc được tin nhắn đó là sáng hôm sau là kiểu nó ập tới. Giờ mẹ em biết từ hồi năm em học giữa lớp 9. Nhưng mà em biết không, một người mẹ mà người ta nhìn con mình á từ nhỏ đến lớn và cái tính cách á, người ta sẽ biết được khi 5 tuổi là 6 tuổi là người ta sẽ biết được con mình như thế nào. Nên lúc đó chắc chắn với em là mẹ đã hường hường biết được em như thế nào rồi. Rồi. Nhưng mà mẹ em cũng không nghĩ tới cái cảnh như thế. Cảnh cắt tóc như vậy đúng không? Dạ. Rồi về cái nỗi sợ lớn nhất của cả gia đình em là bố em. Dạ. Thì khi thấy là cái đầu tóc của em, bố em phải như thế nào? Lúc đó mẹ em kêu là thấy người em ướt, mẹ em kêu chạy vô phòng trốn cái đi để mẹ xuống mẹ nói chuyện với ba. Bà em đang nấu ăn dưới bếp, chạy từ dưới bếp chạy lên đập cửa vô cái dí đánh em. Nó mạnh không? Dạ kiểu lực của bố em mạnh lắm, em bị mấy đoạn đòn, kiểu như bố em không kiềm chế được đó, nên là bố em đụng đầu là đánh đó. Có đợt em trốn đi chơi với em trốn họng đi chơi cái bố em đánh em trọc cổ. Trời ơi nó mạnh dữ vậy. Vậy là đánh cũng học. Nhớ nó giỡn con á. Quá là tự nhiên quên kẹo quá. Rồi khi đó thì mẹ có giúp đỡ hay là mẹ cũng sợ cái? Dạ mẹ vô can bà lại. Không can lắm, nó nhỏ sao kêu nổi à. Rồi phản ứng của cái người mà hộ tống mà cậu đấy. Có nghĩa là cái chuyện khủng khiếp đã xảy ra rồi đó. Dạ có cậu vô can mở em thì đem dấu kéo, dấu... Dấu dao, dấu hả? Không, không có dấu dao, dấu thước thôi. Ờ vậy hả? Để chị bố con chị em nghĩ thôi những cái chuyện mà kinh khủng hơn luôn á. Rồi có ai làm cho cái công tác tư tưởng của bố để bố bớt giận vậy? Dạ không. Không kiểu lúc đó bố em rất là sôi máu luôn. Kiểu em xuống nhà gần nhà bếp để em lấy đồ em chuẩn bị em đi tắm rồi hay kia người, tại người em nó ướt quá. Xong cái bố xuống bố tái em hai cái nữa, mẹ em đỡ lại mà em tắm ở trong nhà tắm, còn mẹ em đứng trước cửa mẹ em canh sợ em vừa ra là bố em quýnh em nữa. Nhưng mà anh không hiểu là những cái đánh rất là đau từ một người bố nhiều lần như vậy nó xuất phát từ cái gì? Có phải là từ tình thương không, là chỉ là từ một cái sự bạo lực không? Không, kiểu bố em thương lắm. Hồi lúc mà em còn để tóc dài kiểu như bố em thích cái gì bố cũng mua hết. Nhưng mà từ lúc mà biết bố biết em là thích con gái rồi, lúc mà em cắt tóc lên bố cũng sốc dữ lắm. Kiểu như tới bây giờ bố em vẫn còn ám ảnh tới cái vụ đó luôn, kiểu là hay đứng rồi tự chửi mình. Chửi em chửi em nhưng mà em cũng không biết nữa, lo cứ nghe bố chửi những câu này kia. Là bố quá một mình em nhưng bố không thể chửi em, nhưng bố chửi đâu chửi để mà giải tỏa. Đúng rồi. Dạ đúng rồi.
đôi khi mà em thấy bố em đứng chửi chửi mây chửi gió rồi á thì em cảm cảm giác bất lực. Dạ, cũng cảm thấy xót với lại xót cho bố tại vì bố cũng thương em lắm. Nhưng mà em hỏi là cái mái tóc của mình có thể dài ra và em có thể tạm để tóc dài để xoa dịu cái cảm giác đau của bố. Và bây giờ em phải chọn cách là mình sẽ vẫn tiếp tục trung thành với mái tóc này để thể hiện bản thân mình. Dạ. Thì anh cảm giác em như thế nào? Thật ra thì như một bạn chuyên gia đã lên trend rồi á, khó có thể mình đúng. Anh hiểu là đấy nhưng mà họ thấy cái sự đánh đổi nó quá lớn đi. Là thấy cái người thân thương yêu của mình đang phải đấu tranh tư tưởng với chính bản thân người và đó. Và cảm thấy rất là áp lực. Em áp lực nhiều. Dạ, kiểu có đợt em cũng em đi học về cái em cũng không nói chuyện với người nhà, em vô phòng đóng cửa. Trong khoảng thời gian bao lâu thì khoảng thời gian bao lâu em ở một mình như vậy? Nhưng mà cũng nhanh lắm, bố em cũng ngu dậy nhanh lắm. Kiểu như có người ở bên ngoài vô cái bố em vui vẻ, cái từ đó thì sau bố em cũng vui vẻ lên. Tầm 2 ngày rồi. Đợt đó bố em đưa em đi học thêm về cái bố em cũng vui vui vẻ là bình thường. Xong có đợt 2 ngày đó luôn em đi rửa chén cái bố em bảo là mày hớt tóc như vậy mày thấy nhà mày có vui không? Cái lúc đó em đứng em chỉ biết khóc không nói gì. Thực ra thì anh thấy câu hỏi đấy nó cũng không hợp tình hợp lý lắm. Tại vì cái việc thể hiện bản thân mình á, mình phải chịu trách nhiệm cho cả cái niềm vui của cả gia đình á, thì nó hơi nặng nề cho Hải Nam, đúng không? Hải Nam sẽ là người phải chịu trách nhiệm cho niềm vui và hạnh phúc của bản thân em trước, thì sau đấy thì em mới có thể giải tỏa được bản thân và góp phần xây dựng niềm vui của cả gia đình. Tại vì khi mà mình sống và gò bó với một cái thân xác mà mình không mong muốn và cũng như là không tự tin với vẻ bề ngoài của mình á, thì mình rất là khó để làm những cái chuyện khác, những cái chuyện về sự nghiệp hoặc là về việc học hành khó tập trung lắm, và kể cả những cái tình cảm mà mình muốn tiến tới nữa. Cho chị hỏi xíu nha, về cái phần ba mẹ thì chị cũng đã hỏi rồi, nhưng mà về phần bạn bè của em, đồng trang lứa, rồi khi mà em đã lên trend hẳn như vậy luôn thì mọi người có nói gì xì xầm gì về em không? Không, mọi người bất ngờ. Kiểu như hồi lúc đó em hớt tóc, em cũng không có hớt như vậy, em đẩy một phát cao lên như kiểu như là Mohican vậy chị. Trời ơi. Wow. Ai tưởng lúc đấy em như thế này? Chị tưởng là sẽ như thế này. Không, nó cao lên tới trên này luôn. Ơi. Không biết sao đợt đó em gan của em đẩy một phát lên thẳng luôn. Chạy quá hưng phấn. Đúng. Bình thường mấy đứa bạn em nó sẽ lên từ từ kiểu như lên u lét rồi nó mới lên cao. Còn em không, một phát lên luôn. Bạn bè rất là vui vẻ. Dạ, bạn bè em vô cái lúc đó em vừa học cái em vừa gỡ cái đó nghe cái lớp hồ lên. Cái cô giáo cũng nói trời ơi dữ vậy hay nào. Còn mấy bạn nam thì hey girl đúng không, kiểu hey girl đó. Dạ, kiểu như nó người nó hỏi em là mày có giữ lại chùm tóc không? Giữ lại chị quán lấy tiền chứ không tao quăng luôn rồi. Vĩnh viễn không bao giờ gặp lại nó nữa. Không. Chị hỏi xíu nha, phản ứng bạn bè nó đã nói chung là đã quá vui vẻ như vậy rồi thì cái phản ứng của giáo viên á, những cái người thầy cô chủ nhiệm chẳng hạn và hiệu trưởng và phó hiệu trưởng và những người mà dạy mình á, đi ra đi vô người ta có nói gì mình không? Dạ không. Không luôn. Dạ không. Người ta cũng sốc cái hớt tóc lên dữ gì. Vậy thôi hả? Dạ. Chứ không nói gì. Cái có mấy cô thì bất ngờ lên. Ủa, Hải Đăng hả? Bữa mới thấy để tóc dài mà sau này ngắn dữ vậy em. Cái đầu cũng đẹp. Cái giai đoạn đấy là giai đoạn lớp 9 hả Đăng? Dạ, cuối năm lớp 9 luôn chứ. Là giai đoạn em sắp bước vào những cái kỳ thi rất quan trọng. Và cái giai đoạn giấy tờ và cái hình ở ngoài á, cái cấu hình ở ngoài phải giống nhau. Ừ, dạ. Nhưng mà giấy tờ em vẫn là hình tóc dài. Chụp lại. Dạ không, chụp lại luôn. Chụp lại luôn hả? Trời ơi, dễ. Không, có chụp lại luôn. Giữ y nguyên vậy. Ủa, để đưa em đi thẳng thi cấp 3. Dạ, nghĩa là những cái giáo viên canh thi á, họ là câu hỏi là bộ phải là em không? Dạ không, họ chỉ nhìn cái hình như cái mặt giống là được. Rồi có bao giờ ở gia đình em hay là giáo viên khuyên em là con ơi cái đấy là phong trào thôi? Dạ có, giáo viên chủ nhiệm lớp 9 của em cực kỳ khuyên em về cái vấn đề đó luôn. Kiểu như tới tiết sinh hoạt lớp là mình em với cô ra ngoài đứng nói chuyện riêng. Dạ. Cô nói chuyện riêng, cô. Dạ. Là tâm lý đúng không? Dạ đúng rồi. Cô tưởng là mình theo phong trào hả? Dạ, tức là cô giải môn địa nhưng mà cô lại hướng em về một cái vấn đề khác. Nhưng mà chứng tỏ là cô của em rất tâm huyết với học trò chứ. Dạ. Vì cái việc mà dành thời gian cho một cá nhân nào đó để ra để nói, đúng để giải thích thì nó quá là cặn kẽ đi. Rồi, nhưng mà nó không phải là, thời gian nó không phải là trách nhiệm của cô phải làm. Nhưng mà cô vẫn rất là tâm huyết và cô thương. Cô giáo nào kiểu
dạy em cũng khuyên em đồ này kia, nên là cái này như là phong trào em đừng có hướng theo, nhưng mà em hướng tới bây giờ. Có cái phong trào mà nó lâu như vậy không, nó bền bỉ như vậy không, đúng không? Nhưng mà khi mà em cắt tóc như vậy á, gia đình em còn kiểu giống như là có sợ em là giao du với bạn này bạn kia rồi em thích con gái, hoặc là sợ em là sẽ nó ra dày hườm hườm rồi đó, xong em sẽ đẩy em cắt tóc lên nữa, có ngăn cấm em gì không? Có kêu em để tóc dài thì các em cũng lén em đi học, xong cái em thấy nó dài quá cái em kêu anh hớt tóc, anh hớt sơ sơ cho em thôi nha, đừng có hớt sát quá. Anh cũng vậy, nhưng mà ba mẹ em vẫn biết nhận cắt. Chữ dạ, chuẩn biết là cắt, xong cái chửi em một tuần lễ. Chửi những câu gì em nhớ? Chửi kiểu như kêu mày để tóc dài lên mà sao mày không nghe tao, mày cứ cắt hoài vậy. Cái chửi còn cầu, xong cái em cũng không ăn cơm nhận. Rồi sang hỏi là ví dụ em từ lớp 9 là em đã không ao rồi, em thể luôn bản thân mình. Lớp 10 nó là một cái lớp mà em phải chuyển sang mặc áo dài. Quan trọng là mặc áo dài nè, thì em phải đối diện với nó như thế nào? Cũng dễ lắm luôn á chị. Kiểu như cô giáo trường em cũng thuộc trong cộng đồng, xong cái cô cũng hiểu tâm lý của em. Cô không được xin trực tiếp giáo viên chủ nhiệm mà phải xin cái cô dân phòng đoàn. Là cô dân phòng đoàn là cũng là người trong cộng đồng. Dạ đúng rồi, cái em xin là cô cho em xin miễn mặc áo dài nha. Cái cô nói ok em, dạ em cứ viết đơn rồi đưa bố mẹ em ký. Nhưng mà em đâu đưa bố mẹ em ký, em nhái cho ký bố em. Bé là ghê vậy. Rồi đến bây giờ cái tin tức nhái chữ ký được kể trên khoa mạng là bố em mới biết là em đã thú nhận từ trước đó rồi. Bố em cũng biết. Có một lần em ký chữ ký xong giống bố em cũng nói ủa sao chữ ký mà giống tao chứ, không được tao phải đổi chữ ký. Bố em đổi một cái chữ ký nó rất là ngoằn ngoèo luôn, em tới giờ em vẫn không nhái được. Vậy là cũng chắc cũng hồn hồn cũng biết rồi đó. Ba mẹ có khi nào mà thấy là con mình không áo dài vậy, xong cái hỏi là giáo viên lý do tại sao không? Cái em á, trường chưa bắt đầu, từ từ mai. Có hỏi giáo viên không? Hình như là cuối kỳ 1, năm 10, lớp 10, bố em đi học phụ huynh. Là một buổi duy nhất là từ đó về sau tất cả buổi học phụ huynh bố em cũng đi học luôn. Em hỏi ủa thầy trường bắt mặc áo dài chưa, cái thầy em trả lời bắt mặc lâu rồi mà, gần một học kỳ rồi. Cái ủa sao em thấy nhìn nó làm đơn nó xin rồi mà ấy gì, cái lúc đó bố em mới biết. Xong cái về bắt mẹ em may áo dài liền gấp gúp trong đêm luôn. Sao em sao bắt em mặc áo dài, cái dụ em là mặc áo dài đi mẹ cho tiền nhiều hơn để đi học. Có không, có mặc không? Em cũng mặc nhưng mà em giấu một cô đồ. Rồi sao tới nơi rồi thay tới đồ nhà bạn em thay đồ ra. Xong rồi cái về là thay ra rồi chạy đi về. Dạ đúng rồi. Cực quá ha. Cuộc sống cực lắm á. 2 ngày thôi chị. Gì hả? Dạ. Rồi sau 2 ngày đó như thế nào em? 2 ngày đó mặc ở tay bình thường. Nhưng mà ba mẹ? Không nói, tại vì áo dài thôi. Mẹ em cứ thấy em về là mẹ em giặt áo dài. Sáng hôm sau em cầm mẹ em vừa còn ngủ. Nhung áo dài nó cũng phơi rồi. Trời ướt. Ướt á đúng không? Để thật sự thật là đáo để luôn. Có rất là nhiều cái muôn mẹo để mình không mặc áo dài. Vậy thì phản ứng của ba mẹ mà cho tới thời điểm hiện tại đi. Bây giờ là em học đại học rồi thì bây giờ là cũng lâu rồi, khoảng thời gian khá dài để ba mẹ biết rồi, thì cái phản ứng ba mẹ hiện tại nó như thế nào em? Bố mẹ em bây giờ cũng bình thường, cũng kiểu như bố mẹ em từ trước tới giờ vẫn biết em có bạn gái nhưng mà không nói. Cũng biết thôi nhưng mà không có nói với em là có chấp nhận hay là không, không? Có đợt em call với một bạn xong nói mẹ em là em cho bạn nó nghe, em nói mẹ ơi mốt con dẫn bạn con về nha. Rồi ok mẹ em ok chứ hả, cái nó dẫn bạn gái vào con sách chổi con dí hàng bày ra khỏi nhà luôn chứ nó dẫn về, thà dẫn con trai tao còn chấp nhận, còn dẫn gái thôi hàng bày khỏi về nhà. Nói vậy hả? Dạ. Bạn nó nghe bạn nó làm sao? Bạn nó sốc. Cái em nói chết rồi anh ơi, giờ vậy sao em dám về nhà? Giờ cũng không có về. Dạ không, kiểu có yêu xa. Ngay lúc dịch nữa nên Từ cái đoạn mà cấp 3 đến tới bây giờ là em có dẫn bạn gái về nhà lần nào chưa? Chưa bao giờ, tới bây giờ, tới thời điểm bây giờ luôn. Dạ. Trời ơi. Rồi cho em hỏi về cái có bao giờ bố mẹ kể về cái áp lực của bố mẹ khi có một người con trong cộng đồng chưa? Dạ, chưa. Kiểu bố em, cái có nhiều người ta lại ta hỏi
nhà anh có virus, bố em cũng trả lời nhà có hai thằng trai. Vậy thôi. Dạ, vậy thôi. Xong cái hỏi bố cũng bẻ lại con. Giỡn á, nhỏ đó con gái lớn của tôi. Chứ không nhận. À, có bé con trai út. Dạ. Ừ. Về nhưng mà khi mà em ví dụ như khi hồi nhỏ đi, em biết em như vậy rồi thì cái mối tình mà chớm nở thời học sinh hồi đó là chắc chắn là em phải có đúng không? Dạ, em có. Kể một xíu chị nghe nè. Kiểu năm lớp 9, lúc đó em chưa cắt tóc, em còn để tóc nhạt. Ờ. Mối tình nào đó? Trời, nhiều quá không nhớ được. Anh ơi, vậy là hoa, phải đếm trên đầu ngón tay. Không, tại lớp 9 có hai mối tình. Thôi em kể mối tình đầu tiên luôn á. Nó lạ lắm chị. Ừ, lạ càng tốt. Kiểu như là em chơi chung với một bạn cũng giống em luôn, bạn đó cũng để tóc dài, quen một bạn kia. Bạn đó thì em nói chung là bạn B, thì bạn B có một người chị là bạn A đó. Có lần em vô comment bài của bạn B này nè, sau em nghĩ là chị Thảo đồ này kia rồi đó, cái bạn đó chị của bạn nó vô chửi chị, em chị của bạn em, chị của cái bạn B này vô chửi em. Xong cái em kết bạn Facebook hỏi chửi gì, cái em nhắn tin 5 phút với hai đứa quen. Là quen với chị đó hả? Dạ đúng rồi. À, là lớn bao nhiêu tuổi? Dạ, nó bằng tuổi em. Nhưng mà kiểu bạn kiểu như là chị họ bay bế trong nhà chị. À, nên kêu bằng chị thôi. Dạ. Thì khi mà hai người quen là yêu xa hay là yêu gần? Dạ xa. Yêu xa. Vậy có thể chạm tới cái nụ hôn đầu tiên được không? Dạ không. Chưa luôn mà cũng chưa một cái nắm tay mà gặp mặt. Dạ chưa. Trời ơi, tiếc dữ gì trời. Rồi tiếp rồi, có tình thứ hai em? Dạ, là chung trường với em. Ừ. Là một lần ở dịch hai lần, là chỉ có hai lần mà em yêu gần, ba lần yêu gần, còn tất cả là em yêu xa. Như em có tổng cộng bao nhiêu mối tình rồi hả? Em đến không hết. Trời ơi, bé quá đi, hà tình đi. Ủa nhưng mà cái mối tình thứ hai của em là quen chung trường. Dạ, thì em này có những cái đầu rồi nè, những cái đầu tiên rồi nè, bây giờ em kể sương sương đi.